Kính chào các bác và các anh chị, đây là một chiếc cháp tròn hình quả bầu bằng chất liệu gỗ chắc ta đỏ đen rất giá trị và quý hiếm. Chiếc cháp có đường kính là 26 và chiều cao là 14 và được chúng em khảm cảnh nho sóc, biểu tượng của gia đình sung túc, hạnh phúc, viên mãn. Tác phẩm được chúng em khảm kỹ thuật cưa cắt đục tỉa tinh xảo và sắc nét, kỹ thuật khảm đỉnh cao của nghề khảm. Nguyên liệu được chúng em tuyển chọn rất kỹ lưỡng, ốc đỏ vàng chanh xanh thiên lý, ốc nhìn chính diện có màu đỏ và nhìn nghiêng có màu xanh thiên lý rất bắt mắt. Và những con ốc biển như thế này rất quý hiếm và giá trị, được ví như ngọc của biển. Tác phẩm được chúng em hoàn thiện rất công phu, rất tỉ mỉ, sạch đẹp từ trong ra ngoài. Các bác và các anh chị cùng thưởng lãm. Tác phẩm của chúng em được bảo hành miễn phí 5 năm và bảo trì trọn đời cho gia đình mình. Sản phẩm rất thích hợp để sử dụng và trưng bày ở trong không gian phòng khách của gia đình mình, rất giá trị, ý nghĩa, sang trọng và đẳng cấp, gieo duyên và phục vụ đến các bác và các anh chị. Giá tại xưởng, một sản phẩm giá trị tinh hoa của làng nghề. Cảm ơn các bác và các anh chị đã quan tâm theo dõi những sản phẩm của đồ gỗ khảm mốc trang trọng.